Vì sao khả năng cao Lê Thanh Hải sẽ gặp rắc rối lớn? Việc cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên do những sai phạm từ nhiều năm trước giữa bối cảnh cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng đang quyết liệt đã trở thành tâm điểm của dư luận. Qua nhiều năm, những sai phạm của Lê Thanh Hải tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng, bóng đó hạ cánh an toàn. Vậy mà đột nhiên ông lại bị gọi tên. Công luận và giới phân tích cho rằng ông trùm Lê Thanh Hải là một kẻ hỗn danh là sâu chúa, có thể sắp gặp rắc rối rất lớn. Ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với hàng loạt vi phạm trầm trọng mang tính hệ thống, không chỉ riêng sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thông báo mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cáo buộc ông Hải có quan tâm sâu đến bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ tham ô và lừa đảo lớn nhất đất nước từ trước đến nay. Giới phân tích trong nước và quốc tế có chung nhận định rằng trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải lớn hơn rất nhiều so với hình thức kỷ luật mang tính tượng trưng trước đây. Vào tháng 3 năm 2020, ông Hải đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, nghĩa là cách một chức mà ông đã không còn nắm giữ nữa. Biện pháp kỷ luật này bị đánh giá là khôi hài và không đủ răn đe. Một câu hỏi đặt ra là tương lai của ông Lê Thanh Hải sẽ ra sao trong những năm tháng cuối đời, và liệu ông Hải có may mắn thoát tội một lần nữa hay không? Những sai phạm của ông Hải trong khu dự án đô thị mới Thủ Thiêm được đánh giá là nghiêm trọng, có ảnh hưởng rất lớn với kinh tế xã hội của thành phố. Hơn nữa, mối liên quan của ông Hải trong vụ án Vạn Thịnh Phát với thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô la đã được kênh truyền hình Nhân dân của báo Nhân dân nhắc đến. Đây là một điều không thể coi nhẹ. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm, cụ thể trong video có nhan đề kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của kênh truyền hình Nhân dân đăng tải vào ngày 20 tháng 4, những sai phạm của ông Lê Thanh Hải bị cáo buộc là sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước, dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hơn thế nữa, theo giới quan sát, truyền thông của Đảng đang định hướng dư luận nhằm mở đường cho việc những biện pháp xét xử mạnh hơn với hình thức xử lý kỷ luật trước đây đối với ông Lê Thanh Hải. Báo chí Việt Nam vốn luôn kiểm soát rất chặt đối với phần bình luận trên mạng xã hội, nhưng bên dưới video kể trên được đăng vào ngày 20 tháng 4 trên kênh YouTube của truyền hình Nhân dân, các bình luận gay gắt nhằm ông Lê Thanh Hải lại được tồn tại cho đến ngày 8 tháng 5. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, báo Tiền Phong khẳng định ông Hải được cho là khởi nguồn của những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt, ông Hải chính là người đã chỉ đạo xé nát 160 hectare đất tái định cư của người dân bị giải tỏa để trục lợi cho cá nhân và phe cánh. Trong bài viết, ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên bí thư Thành ủy là chưa nghiêm minh, quyết liệt. Báo Thanh Niên dẫn kiến nghị của một số cử tri tại tỉnh Long An, đề nghị Trung ương Đảng xử lý triệt để hơn công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chưa hết, chỉ vài ngày sau khi ông Hải bị đề nghị kỷ luật, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV có bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho rằng qua theo dõi lịch sử Đảng, chưa từng thấy cán bộ cấp cao thuộc diện cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nào mà bị xử lý kỷ luật nhẹ như ông Lê Thanh Hải. Theo ông Phúc, Đảng cần thể hiện rằng cán bộ cấp cao mắc sai phạm, dù đã nghỉ hưu cũng sẽ bị xử lý, chứ không có chuyện hạ cánh an toàn. Ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng được cho là có liên đới tới Lê Thanh Hải. Xin nhắc lại, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc chính là nhân vật đã từng có những ý kiến phê phán rất gay gắt đối với Tổng Trọng trong bài viết lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài đưa vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Bài này cũng đăng trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào thời điểm Hội nghị Trung ương 8, tức là tháng 10 năm 2023, bước vào ngày thảo luận thứ 3. Những dấu hiệu kể trên cho thấy có một ai đó đang quyết tâm muốn xử lý triệt để đối với ông Lê Thanh Hải và ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời. Có thể quyết tâm này là nhắm vào các cá nhân và tổ chức đang cố gắng che chắn cho thế lực chính trị này. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ với uy tín của ông Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
vì sao khả năng cao Lê Thanh Hải sẽ gặp rắc rối lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn xem những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lê Thanh Hải sẽ bị truy tố hay không khi dính tới Vạn Thịnh Phát và IC? Cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, một nhân vật được cho là bất khả xâm phạm, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật một lần nữa vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan và tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thời gian gần đây, giới phân tích đã đưa ra các báo cáo về khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị xử lý, thậm chí có thể bị truy tố hình sự là một khả năng tương đối cao. Theo đó, vào ngày 20 tháng 4 năm 2014, kênh truyền hình Nhân dân của báo Nhân dân bất ngờ đăng tải một video có nhan đề kiểm soát quyền lực, ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ông Lê Thanh Hải là người có mối quan hệ chặt chẽ với bà trùm Trương Mỹ Lan. Video clip vừa kể trên đã chỉ ra sai phạm nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải khi cho rằng đây là sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước đã dẫn tới vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Quan trọng hơn, truyền hình Nhân dân là bộ phận báo hình của báo Nhân dân, tiếng nói của cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 8 tháng 5 năm 2024 cũng đưa tin cho biết, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ 41 vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 2024, ba cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đó là các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong đã bị đề nghị kỷ luật với lý do phải chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC. Đáng chú ý, thông cáo cũng cho biết những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Báo Thanh Niên cho biết thêm, qua thanh tra của Thanh tra Chính phủ trước đây đã phát giác ông Lê Thanh Hải và ban lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị thu hồi xử lý 135.000 tỷ đồng và yêu cầu thu hồi 900 hectare đất. Ngoài ra còn kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể cùng nhiều cá nhân và chuyển cơ quan điều tra của Bộ Công an xử lý 98 vụ việc, 121 cá nhân có liên quan. Bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng không thể ngoại phạm. Đây là điều được đánh giá là hết sức bất thường vì vẫn có các sai phạm kể trên như 4 năm trước đây và hồi tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải chỉ bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 vì các sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Biện pháp kỷ luật với ông Lê Thanh Hải được công luận thời điểm đó đánh giá rằng giờ cào đánh khẽ thể hiện sự bao che và dung túng của Bộ Chính trị và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đài BBC Việt ngữ đưa ra bình luận mỉa mai khi nhận xét rằng ông Hải bị mất một chức vụ quan trọng mà ông từng nắm trong quá khứ và đây là một hình thức kỷ luật đặc sản dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi bà trùm Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã được truyền thông quốc tế chú ý và nhắc lại việc ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dư luận và giới quan sát có chung khẳng định cho rằng bà Trương Mỹ Lan không thể một tay che trời ở Thành phố Hồ Chí Minh được như vậy nếu không có sự chống lưng của các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Theo giáo sư Thayen từ Đại học tại Úc có ý kiến đánh giá rằng Lê Thanh Hải và mạng lưới của ông ta rất có thể đã tạo nên điều kiện cho bà Lan thăng tiến. Tại sao ông Hải không bị kỷ luật là một câu hỏi bỏ ngỏ. Có lẽ đó là trường hợp điển hình về cái gọi là im lặng là vàng. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Còn nhà báo Darwin Broad, một cựu quan chức Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm về chính trị từ Việt Nam đã đánh giá. Bà Trương Mỹ Lan có lẽ được những nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam bảo trợ, trong đó gồm cả những người chi phối kinh tế và chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ, để có thể xây dựng một đế chế bất động sản ở Việt Nam, nơi mà đất đai
đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Công luận cho rằng, trên thực tế, bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có những vi phạm trong nhiều năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian ông Lê Thanh Hải giữ chức Bí thư Thành ủy. Nó trùng hợp với sự phát triển và thăng hoa nhanh chóng vượt bậc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một khả năng cao với sự bảo trợ về mặt chính trị này là yếu tố quan trọng đã giúp thúc đẩy Bộ trưởng Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để làm rõ những ai là kẻ chống lưng cho ông Lê Thanh Hải mới là mục tiêu cao nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Mục tiêu sau khi bắt Lê Thanh Hải, Tô Đại tướng sẽ hướng tới những ai đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.